Ui xôi rồi. Ồ, chạy luôn à? Đi luôn. Còn lâu mới chạy, còn lâu mới chạy. Sợ nhờ đi con mẹ. Sợ nhờ đi con mẹ nó cắm một quả kinh khủng. Đi xấu đi, đi xấu đi, đi xấu đi. Đây là Giang Bằng đây. Lên. Xong rồi, đứt. Thật sự phải gan đây mới được. Đúng rồi. Nếu mà thả con bé trước nó nào ác nữa. Cứ nó bay thẳng đường đi. Đấy. Đấy. Ôi. Cắm như thế chứ. Không chịu nổi thật. Ôi. Sao nhỉ? Nó ham lắm ăn nhỉ. Tiểu.
penalty rồi. Tôi đánh này nó ham quá. Bỏ rồi. Anh bảo nó ham quá, đánh là không chống được. Bây giờ con to đừng hám nữa thì con nhỏ nó lại hồi. Con to nó có đau đâu, đánh được nó đâu. Đi hả?